sau khi nướng trong hơn 1 tiếng đồng hồ anh em, thì gà cũng đã bắt đầu chín rồi. Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Viet Vlogs. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ thực hiện một món ăn, đó là gà nướng với ớt và các loại gia vị khác, chủ yếu là ớt thôi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, đó là ướp cái gia vị này vào con gà. Ok, mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ớt và các loại xả gia vị vào để mà ướp nha. Này, ok đấy. Hai, đây là các loại gia vị mà có ở trong đây, là có ớt cay, ớt kim á, rồi sả, tỏi và hành tím. Thì bây giờ mình sẽ xay nhuyễn mấy cái hỗn hợp gia vị này lại để mà ướp cho con gà luôn. Ok, đây là các loại gia vị mà mình đã xay rồi. Trong đây có ớt hiểm, rồi sả, tỏi, ớt và hành. Xay nhuyễn ra. Đây là con gà mà đã mần sẵn. Con gà này con gà ta đó. Hôm qua anh em có thấy á. Nhiều thơm. Nó nhuyễn nó thơm phức luôn à. Xay nhuyễn ra luôn. Xay nhuyễn ra luôn à. Trộn vô luôn à. Rồi mình trộn bột ngọt, thêm 1 tí bột ngọt, và gì nữa, hạt nêm, tiêu nữa hả? Ừ. Muối đâu? Nêm cái này thôi, không cần muối đâu. Chút là mình giả cái ấy ra mà. Thêm 1 tí muối iốt đi. Đây là con gà mà làm đấy. Wow, lên. Sát vào. Gia vị mình xay nhuyễn nên mình sát vào cho nó ngon á. Anh thấy thơm chưa? Hành, tỏi, đồ ớt, đồ xay cỡ này mà không thơm thì còn cái gì nữa em. Lần đầu tiên mà gia vị mà mình đem mình xay nhuyễn, đúng không? Thử phương pháp mới. Thử phương pháp mới. Tại vì mình không có xay ớt đỏ nên là cái màu nó không có được đẹp lắm. Mình xay ớt hiểm mà ớt xanh không à. Mà nó cay mát luôn ấy. Rồi này mà không cay thì không còn loại nào cay nữa. Bỏ vô trong em. Trộn vô trong để cho nó thấm. Thơm quá. Anh thấy thơm ghê thiệt. Không biết nó ngon hay không. Mình chơi toàn là loại xanh hay gì, nó không có hấp dẫn đúng không? Chẳng hay không là nhìn vậy là một phần thôi, chứ ăn nữa là quan trọng, đúng không? Nãy không trộn miếng dầu nó cháy không em? Chút nữa quét dầu lên chứ. Ừ, tí nữa quét dầu xèo, tí nữa mình nói mình trộn vô. Ở vô phía trong em, úp vô phía trong á. Wow. Gọi là không thể tưởng được luôn, không thể cưỡng luôn á. Tại mình xay nó nhuyễn á. Úp kinh này mà không thấm mới lạ. Gà ta nên nó chút xíu rồi. Con lô à. Rồi mình cũng đã chuẩn bị một cái thanh tri. Rồi bây giờ kẹp gà vô. Kẹp vô. À, quên bỏ lòng phèo nó vô chứ. Đâu? Đưa đây. Rồi, lòng phèo. Trắng. Trộn lên. Nướng luôn à? Nướng luôn ý. Gà ta mà chê loại gì mà không ăn. Không. Bỏ chân vô em. Nhức nách con xà lách luôn. Ok, rồi bây giờ bỏ vô cái te này. Bỏ cái chân ra. Bỏ trét bự ra. trét con gà bự ra. Mình sẽ dùng một thanh tri. Wow. Ồ chưa? Được chưa? Ok chưa? Chắc là ok rồi á. Tim này nó không rớt đâu. Không rớt. Sang tay nữa không? Đó. Ui. Nhiều nước nó chảy. Wow. Rồi. Cái gì như không có cân lắm hết đâu. Không sao không sao. Mình kiếm một cái ói mình. Cột lại. Có rớt không? Nó có rớt không ấy? Không rớt đâu. Rồi, đây là con gà mà sau khi mà mình đã ướp và mình kẹp nó vào cà tri, nhìn nó rất là ngon và thơm luôn. Nó thơm lắm. Gia vị mà mình xay nhuyễn này nên rất là thơm. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài kia mình nướng thôi. Đi. Rồi, hiện tại thì mình đang đốt lửa lên chờ có than để nướng gà anh em. Đó, thằng chéo mình nó đang khói quá. Trời mưa nhưng mà vẫn ra ngoài đốt cho nó nướng than nó mới hấp dẫn được. Thấy không? Đốt lên than lên. Đang đốt có than. Ở đây đốt bằng ngô. Cùi bắp á. Có cháy không? Có cháy không? Đây, thì bây giờ mình đang để lên nướng nè. Sáng giờ mình làm cải xanh xong rồi. Đó, nó cháy luôn. Kệ mình chờ lửa đây luôn. Tại vì ở đây không có than. Trời mưa nên rất là khó luôn. Đó. Chào mình đang quạt lửa nha anh em. Vợ mình thì đang cầm nướng. Còn rất là nhiều người đang chờ. Tiếp theo em quét dầu nữa em. Thơm sao ạ? Ok, thì sau khi nướng chắc cũng hơn 1 tiếng đồng hồ anh em. Thì gà cũng đã bắt đầu chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ lói lên và ăn với muối ớt như nào ạ? Nhìn rất là ngon đấy, anh em nhìn đi. Ok, mình đem vô thôi. Thì bây giờ cha mình sẽ gỡ con gà ra. Đây, tối quá. Trời, hơi tối anh em thông cảm á. Đó. Nướng lâu quá. Cha giữ chứ còn giữ trên. Đó. Rồi. Vô thơm. Rồi. Quá ngon luôn. Không biết ăn nó như nào mà rất là thơm luôn. Em lại ngầu luôn em. Cuốn. Em lói miếng giói để ai ăn xí. Nói này. Anh lấy. Ủa đi mà. Ở đây đâu ăn đi mẹ, không sao á. Lấy cái quay dính mơ. Xí đi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ vợ mình xí con gà. Wow. Đó. hai đùi. Mày lấy ngâu đây mày. Wow. Hai cái. Chín không? Nãy giờ nướng lọc quá mà. Mày lại ngồi mẹ. Xí mạnh đi. Nóng quá. Yếu bằng cuốn đúng không? Cuốn xí luôn rồi. Anh này ta, cho anh thử đi. Đùi rồi, ở đây này. Ông thử đi, cho thử đi. Mày lại ngồi ăn luôn mẹ. Ăn đi. Không phải này. Cầm lên. Thôi. Đó. Chơi nguyên miếng luôn. Chơi nguyên miếng đi cha. Đó. Rồi. Chấm muối. Thử nướng thử. Ngon. Tuyệt vời. Ngon rồi hả? Thấm không cha? Nó bay mùi gì cha? Thấm ngon. Ba cái này. Mày ăn đi mẹ. Ngon lắm. Thơm quá. Thơm lắm. Ngon. Đây. Ăn đi. Chấm bơ muối nha. Ok, mời mọi người. Mềm. Thơm ngon đấy. Ừ. Xay ra rồi nó thấm hơn, ngon hơn. Gia vị thấm hơn hả? À? Ừ. Khai diễn ra nó ăn nó thơm hơn nhiều. Nó rất là thơm luôn em. Thì bây giờ mình cũng sẽ thử một miếng nữa. Ừ. Rồi mình kết thúc clip tại ở đây người ta đám cưới ồn quá. Ok, mời anh em nha. Ồ, gà này do mình gia vị mình đem mình xay nhuyễn đó. Xay nhuyễn ấy mình sát vô nên rất là thấm luôn. Này là một bạn ở trên xem kênh của mình và chỉ mình yêu cầu phải xay ra nó mới ngon. Thì bây giờ mình làm như thế mình chia sẻ đến các bạn hôm nay là này nướng chủ yếu là ớt với sả. Ok thì video của mình chắc đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một share để ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Bye. Cuốn anh thì như nào?